3 mã cổ phiếu kỳ vọng vào sóng lợi nhuận 30-50%. Cái này không nói đùa đâu anh chị, bởi vì những cái cổ phiếu em đánh trong cái giai đoạn vừa rồi nó đã có một cái mức lợi nhuận tương đương như vậy rồi. Những anh chị nào mà đồng hành với em trong cái nhịp phục hồi của thị trường vừa rồi thì anh chị cũng thấy là có rất nhiều cổ phiếu nó tăng lên đến 20%, 30%, thậm chí là 50% vẫn có. Đấy, và sau những cái giai đoạn mà thị trường gọi là rung lắc tăng giảm liên tục như vậy thì anh chị có nhận ra một cái vấn đề gì hay không ạ? Cứ lúc thị trường giảm thì anh chị lại bị mất hàng, lúc thị trường tăng thì anh chị lại không biết phải làm gì, không biết phải mua vào cái cổ phiếu nào. Vậy thì trong video ngày hôm nay anh chị không cần phải lo lắng gì hết cả. Video này em sẽ định hướng cho anh chị giai đoạn sắp tới chúng ta cần phải làm gì. Và những cái cổ phiếu em chia sẻ với anh chị sẽ là những cái cổ phiếu nó là thuộc hạng chiến lược trong cái hệ thống của em. Đấy, em có bao nhiêu bóc tách hết cho anh chị trong video ngày hôm nay luôn nha. Đấy, nên là anh chị mình xem video, anh chị đừng tiếc với em một like, một lượt đăng ký kênh nha anh chị. Đấy, cảm ơn anh chị đã theo dõi và đồng hành cùng em trong suốt cái thời gian vừa qua. Ngày hôm nay là một cái phiên tăng thị trường, nó rất là tốt. Đấy, thì đối với em, những cái phiên tăng giảm của thị trường giai đoạn này nó không còn là ý nghĩa gì hết cả anh chị. Tức là không quá quan trọng nữa. Bởi vì sao ạ? Vì anh chị thấy là dù thị trường tăng hay thị trường giảm thì những cái cổ phiếu mạnh nó vẫn vào sóng. Anh chị nào còn nhớ cái video cuối tuần em có chia sẻ với anh chị về cái cổ phiếu, những cái cổ phiếu chấp thị trường điều chỉnh, đúng không ạ? Đây nè, ba cổ phiếu ngược sóng chấp thị trường điều chỉnh. Đấy, thì trong đó có cổ phiếu gì anh chị? Cổ phiếu LB Bank, đúng không ạ? Và đây chính là một cái cổ phiếu đã vào sóng rồi. Anh chị thấy thị trường chỉnh chưa chắc gì nó chỉnh. Đấy, và khi mà thị trường nó tốt một cái thôi, nó tăng trần, đúng không ạ? Đấy, và nếu mà anh chị nào mình muốn đánh được những cái cổ phiếu như LB Bank này, anh chị xem hết video ngày hôm nay nha. Vì trong video này, top 3 cổ phiếu đúng không ạ? Em sẽ chia sẻ cho anh chị một cái mã cổ phiếu mà nó có cái cấu trúc tương tự LB Bank. Đó, anh chị thấy hay không ạ? Và nó vẫn còn điểm mua nha anh chị. Nên là anh chị xem video, anh chị đừng tiếc với em một like hoặc là một cái lời chào thân thương anh chị. Rồi, xin cảm ơn anh chị ha. Trước khi mà đi vào chia sẻ về những cái mã cổ phiếu đấy thì em sẽ đi sơ qua về thị trường đi anh chị. Bởi vì em biết là giai đoạn này rất nhiều anh chị mình đang bị mất định hướng nè, mình bị loạn nhịp anh chị. Thị trường hôm trước nó vừa mới giảm điểm, đúng không ạ? Ngày hôm nay nó lại kéo trả ngược điểm lại. Anh chị để ý nè, hôm trước là giảm bao nhiêu? 20 điểm, 19 20 điểm. Rồi hôm sau nè, nó hồi lại 5 6 điểm, đúng không? Rồi hôm nay là nhiêu? Hôm nay là 14 điểm. Tức là nếu như mà anh chị để ý là cái phiên thứ 6 nó giảm bao nhiêu điểm thì hai phiên thứ 2 và thứ 3 ngày hôm nay nó đã phục hồi trả lại hết tất cả cái số điểm vừa rồi nó giảm rồi. Đấy, anh chị thấy một vấn đề gì không ạ? Chứng tỏ là thị trường ở vùng này nó đang tạo một cái trạng thái cân bằng và nó đang đi ngang trở lại. Như anh chị nói là ngày mai rất có thể thị trường nó sẽ bứt phá lên, vượt khỏi cái vùng đỉnh 1290, đúng không ạ? Nhưng mà em thì em không có kỳ vọng thị trường nó sẽ vượt đỉnh sớm như vậy đâu anh chị. Vì các cổ phiếu trên thị trường nó vẫn còn đang tích lũy. Và nếu như mà thị trường nó vượt đỉnh thì sao anh chị? Thì anh chị hình dung nè, khi mà thị trường nó muốn vượt đỉnh, đây em sẽ lấy ví dụ cho anh chị hình dung nha. Em sẽ gọi là note ra những cái mà cần quan trọng nè. Chỉ số thị trường, đúng không ạ? Là chỉ số VN Index anh chị. Chỉ số thị trường này thì nó sẽ bị chịu tác động bởi cái gì anh chị? Chịu tác động bởi chỉ số nhóm ngành. Đấy, chỉ số nhóm ngành, phải không anh chị? Đấy, và chỉ số nhóm ngành thì nó tác động bởi gì anh chị? Nó tác động bởi cổ phiếu, giá cổ phiếu tăng giảm trong nhóm ngành đấy. Giá cổ phiếu tăng giảm. Vậy suy ra nếu thị trường nó muốn tăng giá, nó muốn vượt đỉnh thì các cổ phiếu trong ngành nó phải tăng giá, nó phải dẫn dắt thị trường nó đi lên. Giai đoạn hiện tại thì anh chị thấy đa phần các cổ phiếu nó đều đang tích lũy, phải không ạ? Sorry anh chị. Thì giai đoạn này anh chị thấy đa phần các cổ phiếu nó đang trong cái trạng thái tích lũy và nó đang sẵn sàng nó đi lên. Đấy. Nhưng mà em lại kỳ vọng cho cái thị trường này nó tích lũy thêm một hồi nữa đi anh chị. Đấy, đâu đó tầm khoảng vài ba phiên nữa. Chứ ngày mai mà nó kéo vượt đỉnh luôn thì nó vội vàng quá, đúng không ạ? Thị trường mà nó kéo vượt đỉnh sớm quá thì sẽ có rất là nhiều cái rủi ro. Rủi ro ở đây là những anh chị nào mà mình chưa vào vị thế được, mình chưa mua được vị thế được, mình sẽ phải mua cao cổ phiếu. Và khi mua cao thì anh chị sẽ rất là sợ, anh chị không dám mua vào cổ phiếu, đúng không ạ?
Đấy, nên là nếu như mà thị trường có những cái nhịp backtest trở lại thì nó sẽ là cái cơ hội để anh chị tham gia vào thị trường ha. Còn những cái nhịp này nè, anh chị thấy không? Hôm nay là một cái phiên tăng rất là tốt của thị trường, nhưng nó vẫn là cái phiên mà em hỗ trợ anh chị cơ cấu danh mục cổ phiếu. Và cuối phiên thì em có chia sẻ cho anh chị tham gia vào một cái mã cổ phiếu, nó là cổ phiếu DigiWall anh chị. Tại sao em tham gia cái cổ phiếu này? Và em cũng có chia sẻ với anh chị trong nhóm cộng đồng của em. Đấy, đây là cái mã cổ phiếu DigiWall này. Đâu rồi? Đây. Hôm nay có thể là cái phiên pivot của cổ phiếu và chờ một cái phiên red là nó vào sóng nha anh chị. Đấy, phiên red là nó như thế nào thì trong video này em sẽ đề cập với anh chị. Nhưng mà trước hết thì em đã chia sẻ với anh chị về cái cách, về cái điểm mua rồi, đúng không ạ? Nên là anh chị nào mà mình mua vào cái cổ phiếu DigiWall này rồi mà mình vẫn chưa hiểu cái lý do thì ngay bây giờ ngồi yên và xem thật là kỹ những cái chia sẻ của em nha. Trước hết là cái cổ phiếu DigiWall ha. Đấy, nó vừa có một cái cú bán tháo với cái khối lượng nó không quá lớn. Nó bán cùng thị trường anh chị và bắt đầu nó có cái sự nâng tầng dòng tiền lên. Nó bắt đầu phục hồi trở lại anh chị. Đây là một cái nhịp phục hồi của cổ phiếu. Anh chị có đồng ý không ạ? À? Đấy, và sau cái nhịp phục hồi đó anh chị thấy nó đi lên như nào anh chị? Nó đi lên và nó xây nền giá. Đúng không ạ? À? Và đây chính là cái nền giá gần cái vùng đỉnh cũ của nó. Đấy, thì khi một cái cổ phiếu gần tới vùng đỉnh cũ nó xây được những cái nền giá như này, rất có khả năng nó sẽ có một cái phiên gọi là cái phiên breakout khỏi cái nền giá này. Đó, và cái phiên ngày hôm qua là phiên gì anh chị? Phiên test cung của thị trường, đúng không ạ? Thanh khoản rất là thấp và đồng thời những cái cổ phiếu mà nó có nền giá nó cũng test cung. DigiWall. Đấy. Hôm nay là một cái phiên gọi là dòng tiền quay trở lại và nó đóng nến với cái biên độ rất là đẹp. Và đây chính là cái điểm mà em khuyến nghị anh chị, nó chính là cái điểm pivot quay trở lại, dòng tiền quay trở lại sau cái giai đoạn nó đi ngang, đúng không ạ? Đấy, thì đây chính là cái điểm pivot và cái điểm nổ nó sẽ xuất hiện nếu như mà cổ phiếu này nó đạt cái dòng tiền nó đi vào. Đây nè anh chị, đạt dòng tiền đâu đó tầm khoảng 4 triệu rưỡi đến 5 triệu. 4 triệu rưỡi đến 5 triệu cổ phiếu là đạt. Bởi vì sao ạ? À? Bởi vì em muốn một cái cổ phiếu mà khi nó càng lên cao, tức là giá tăng thì sao anh chị? Khối lượng nó phải tăng cùng với giá. Thì đó mới chính là một cái cổ phiếu có xung lực mạnh. Em lấy ví dụ những cái cổ phiếu như là giai đoạn vừa rồi đi, LB Băng đi, đúng không ạ? LB Băng quá đẹp rồi. Đấy, thì anh chị thấy nè, đây là một cái nền giá của cổ phiếu. Đấy, và khi mà cổ phiếu nó vào sóng thì sao anh chị? Đây là một cái vùng dãy thanh khoản rất là lớn của cổ phiếu. Đó, thì đây chính là nguyên nhân và kết quả của cổ phiếu. Nguyên nhân tích lũy và kết quả tăng giá. Có nguyên nhân tích lũy thì có kết quả tăng giá. Và anh chị thấy là có dòng tiền vào rất là mạnh, chứng tỏ là giá tăng nó đi đúng với cái nỗ lực và cái sự thành công của cái cổ phiếu này. Đấy, LB Băng anh chị, nó tăng giá và cái biên độ và cái khối lượng của nó cũng tăng cùng. Vậy thì những cái cổ phiếu như là DigiWall, em cũng muốn thấy cái, nếu như mà cổ phiếu này nó mạnh đi, gọi là cái xung lực nó mạnh lên thì sao ạ? Thì giá tăng, cổ phiếu gọi là cái khối lượng của nó cũng phải tăng cùng với giá thì nó mới đạt điều kiện ha. Nên là anh chị nào mình mua vào cái vị thế ngày hôm nay thì anh chị lưu ý nha. Nếu như mà sắp tới mà nó đạt cái điều kiện này, anh chị cứ lấy thêm cho em. Cứ lấy thêm ở đây á, là anh chị lấy cho tới khi nào mà anh chị cảm thấy đủ rồi. Tức là cổ phiếu này nếu như mà nó lên cao đi thì anh chị không nên mua nữa. Ví dụ nó lên tới vùng giá 70 này, đó, hoặc là vùng giá 75 đi. Lúc đó anh chị có vị thế bên dưới vùng 64, 65 này. Đó, đúng không ạ? Thì anh chị không cần phải mua đuổi ở những cái vùng trên cao nữa. Anh chị mua lấy hết vị thế ở dưới giúp em. Đó, anh chị hình dung được không ạ? Cái cách của em là cái cách đánh sóng và em đón sóng ở những cái cổ phiếu tiềm năng và nó xây dựng xung lực nó đi lên mạnh dần. Đấy, thì đó chính là cái cách mà em hướng dẫn anh chị đầu tư. Cũng như là những cái cổ phiếu như là FRT nè anh chị. Anh chị thấy đây là một cái cổ phiếu có một nền giá, đúng không ạ? Và nó có hai cái phiên test cung rất là đẹp rồi. Vậy thì cái yếu tố cần thiết để cổ phiếu nó quay trở lại là gì anh chị? Là một cái phiên dòng tiền. Một cái phiên dòng tiền để mà kích hoạt cho cổ phiếu này nó tăng giá đi lên. Cũng tương tự như là DigiWall. Thì em muốn thấy cái cổ phiếu này nó đạt cái khối lượng đâu đó tầm khoảng 1 triệu rưỡi đấy anh chị. Đấy, em phải note lại như này nè. Đấy, volume như nào anh chị? Volume 1 triệu rưỡi. Trên 1 triệu rưỡi thì đẹp luôn anh chị, đúng không ạ? Một cái cổ phiếu mạnh thì cái khối lượng của nó phải đi kèm với cái biên độ giá. Nó lên mạnh thì giá nó phải tăng mạnh. Đó, volume 1 triệu rưỡi. Và biên độ tăng như nào anh chị? Biên độ tăng trên
4%. Tại sao là 4%? Bởi vì những cái cổ phiếu này á, khi mà anh chị thấy nó tăng 4% rồi thì anh chị cứ xác định là nó giữ được trên 4% là nó đạt rồi anh chị. Đấy, bởi vì nó có dòng tiền nó đỡ giá, đúng không ạ? Chứ không phải là nó kéo lên xong rồi có người xả đầu, xả xuống. Giống như cái phiên này nè anh chị. Như anh chị nói là FRT nó vào sóng, nó tăng, đúng không ạ? Nhưng mà cuối phiên này anh chị, nó đâu có đạt về cái biên độ giá đâu. Mặc dù là có dòng tiền vào, đúng không ạ? Nhưng không có đạt về biên độ giá thì đây chính là một cái phiên thất bại. Vậy thì nếu thất bại thì sao? Thì cổ phiếu sẽ phải tích lũy trở lại. Em lấy ví dụ cổ phiếu VHC cũng vậy. Anh chị thấy đây là một cái phiên nỗ lực nhưng không thành công. Vậy thì sau khi thất bại thì cổ phiếu này nó sẽ tích lũy trở lại. Nó là nguyên, nó gọi là cái quy luật thị trường rồi anh chị. Bây giờ anh chị có nỗ lực nhưng mà anh chị không thành công thì sao ạ? Thì vẫn phải tích lũy trở lại. Giống như cái việc là em có một đứa em đi, đúng không? Em ví dụ nha, chứ em không có. Em có một đứa em đi mà nó học đại học, đúng không ạ? Nhưng mà nó học rất là nhiều, nó học rất là giỏi. Đấy, nhưng mà đi thi nó vẫn trượt thì sao ạ? Thì có phải là nó phải học lại không anh chị? Nó sẽ phải học lại cho tới khi nào nó thi đạt và nó bước vào một cái gọi là nó bước vào một cái trạng thái mới. Ví dụ như là nó đang học đại học năm nhất đi mà nó vẫn còn nợ môn thì sao anh chị? Thì nó phải học xong cái môn đó nó mới sang cái những cái môn cao cấp hơn ở đại học năm 2, năm 3. Đó, cổ phiếu nó cũng tương tự như vậy anh chị. Một cái cổ phiếu mà nó không có nỗ lực thành công thì nó sẽ phải tích lũy trở lại. Và anh chị đừng có hỏi lý do là tại sao nó lại không tăng giá với em mặc dù là có khối lượng vào. Thì bởi vì nó không có thành công nên là nó sẽ phải tích lũy trở lại. Vậy thôi anh chị. Đó, anh chị thấy em phân tích nó dễ hiểu mà. Nếu mà thấy em phân tích dễ hiểu, thực chiến, anh chị cho em số 1 đi anh chị. Đấy, em chia sẻ để cho anh chị biết là những cái kiến thức của em nó đều là những cái trải nghiệm thực chiến của mình. Đấy, chứ không phải là đi nghe ông này hô hào hay ông kia hô hào rồi về chém gió trên video của mình đâu anh chị ha. Đó, rồi. Thì đó là những cái nghiên cứu của em. Đấy, anh chị nói lại những cái cổ phiếu mà em chia sẻ chưa? Có cổ phiếu gì anh chị? DigiWall nha, DigiWall nè. Đấy, cổ phiếu gì nữa? FRT. Đấy, hai mã cổ phiếu của ngành bán lẻ rồi, đúng không ạ? Và em có chia sẻ với mọi người là dòng bán lẻ năm nay sẽ có sóng. Sóng năm nay không thể thiếu dòng bán lẻ. Bởi vì dòng tiền đầu cơ nó đã set up rất là bài bản rồi anh chị. Nó set up rất là hay anh chị. Đó, nên là anh chị lưu ý ha. Nếu mà danh mục hiện tại anh chị chưa có cổ phiếu của dòng bán lẻ thì anh chị có thể tham khảo những cái mã mà em chia sẻ, em tư vấn cho anh chị ha. Còn nếu mà anh chị nào mà mình muốn mua vào cái cổ phiếu này, có cái điểm mua cụ thể đi, hoặc là anh chị muốn tham gia vào nhóm để mà em khuyến nghị cho anh chị những cái mã cổ phiếu anh chị quan tâm, thì anh chị tham gia bằng cái cách quét cái mã QR phía bên góc trái màn hình nha. Hoặc là anh chị kéo xuống dưới, phía bên dưới phần mô tả hoặc là phía bên dưới cái phần bình luận, em có gắn cái đường link để mà hỗ trợ anh chị tham gia vào nhóm. Nên là anh chị nào mà mình chưa vào nhóm, tranh thủ vào đi, vì sắp tới sẽ còn nhiều cái hay anh chị để mà em chia sẻ với mọi người ha. Rồi, thì đó là hai cái mã cổ phiếu của dòng bán lẻ. Rồi, cái mã mà em nói với anh chị ở đầu video á, là nó có cái cấu trúc, nó có cái kết cấu tương tự cái cổ phiếu LB băng là nó như nào anh chị. Anh chị nhìn nè, LB băng nó như nào. Nó vào sóng, nó tăng ầm ầm, đúng không anh chị? Nhưng mà trước khi nó vào sóng á, nó có tăng ầm ầm không anh chị? Nó tăng lên nè, sau đó nó chỉnh, nó đi ngang, đúng không ạ? Nó lên, nó chỉnh, nó đi ngang. Đấy, vậy thì nó đang gặp cái vấn đề gì anh chị? Nó gặp vấn đề gì ạ? Nó gặp một cái nguồn cản rất là lớn ở đây. Đúng hay rất đúng anh chị? Vùng cản lên quanh tầm giá 18 anh chị, đây chính là một cái vùng cản rất là lớn của cổ phiếu. Đúng không ạ? Và khi mà cổ phiếu nó bứt phá ra khỏi cái vùng cản lớn này rồi thì sao anh chị? Thì cái việc của nó cần làm là chinh phục những cái vùng đỉnh cao mới. Đấy, không phải là khoe khoang hay là tự hào gì đâu anh chị. Nhưng mà em muốn chia sẻ với anh chị là hệ thống em có anh khách hàng vẫn nắm giữ cổ phiếu Lộc Phát này. Đó, tới nay lãi được 30%+ rồi anh chị. Không phải nói đùa đâu, mà là nói có sách, mách có chứng. Bởi vì trước đó em có chia sẻ với anh chị đây này. Đấy, ngày mấy này, ngày 9 tháng 4, đúng không ạ? Nó là cái điểm mua mà cổ phiếu nó vào sóng. Em mua lên quanh tầm khoảng 17.5. Và anh chị thấy là tới nay nè, giá cổ phiếu lên đến 10%+ rồi. Đó, và đây nè anh chị, đây là cái lời tâm sự thật lòng
đúng không ạ? Đó, 35% rồi. Không phải đùa anh chị. Bởi vì những cái cổ phiếu này một khi nó rách khỏi cái vùng vùng đỉnh 52 tuần của nó, hay gọi là cái vùng đỉnh thế kỷ của nó, thì cái việc của nó cần làm chỉ là vào sóng thôi. Chỉ là đi tìm những cái vùng đỉnh mới thôi. Thị trường có thể chỉnh lại, thị trường có thể chỉnh, nhưng mà chưa chắc gì cổ phiếu nó giảm về tới những cái vùng nơi nó xuất phát. Đây chính là đặc tính của những cái cổ phiếu mà nó liên tục phá đỉnh 52 tuần. Anh chị nhìn cái cách mà LB băng nó đi lên, anh chị sẽ thấy rất là rõ. Đây là gì anh chị? Đây là vùng đỉnh 52 tuần của nó này, quanh giá bao nhiêu? 4.7, đúng không ạ? 4.7, và một khi mà nó đi lên này, nó lên, nó test, anh chị thấy nó rất là mất thời gian, đúng không ạ? Nhưng khi mà nó bứt phá ra khỏi cái vùng 4.7 bằng cái phiên xác nhận này rồi thì sao anh chị? Thì cái việc của nó cần làm là đi tìm những cái vùng đỉnh cao mới hơn. Anh chị có đồng tình với cái quan điểm này của em không ạ? Nếu có thì anh chị cho em một cái số 1 đi. À, nãy số 1 rồi đúng không ạ? Bây giờ số 2 đi anh chị. Nói chung là anh chị bình luận cái gì cũng được, nhưng mà em muốn thấy được là anh chị có tương tác cho cái video ngày hôm nay. Vì những cái chia sẻ của em mang tính thực chiến nhất. Và nếu như anh chị xem mà anh chị không hiểu á, thì đó là một cái sự thất bại của em, đúng không ạ? Đấy, những cái mà em chia sẻ nó rất là đơn giản, nhưng mà nếu như mà anh chị xem anh chị vẫn không hiểu thì đó có phải là cái sự thất bại của em không ạ? Đấy, thất bại trong việc gì? Trong việc lan tỏa kiến thức, chia sẻ những cái kiến thức. Đấy, nên là anh chị mình xem video, anh chị nhớ tương tác với em nha, để em biết là những cái chia sẻ của em nó dễ tiếp cận với mọi người hơn. Rồi, đó, anh chị hình dung được cái cách cổ phiếu LB băng nó lên chưa? Vậy thì cái cổ phiếu tương tự LB băng nó cũng vậy nè, nó là CSV. Mã này thì em có tư vấn với anh chị nhiều rồi, đúng không ạ? Thì cái cổ phiếu này nó đang trong cái quá trình nó đi lên, nó vào sóng rồi. Đấy, nhưng mà anh chị thấy một cái vấn đề á, là nó vừa vượt ra khỏi cái vùng đỉnh 52 tuần của nó với cái xung lực đánh rất là mạnh. Và đây chính là gì anh chị? Là cái phiên xác nhận của cổ phiếu. Nếu như mà cổ phiếu này nó có thể gấp đôi được thì sao anh chị? Nó như DGC thì sao anh chị? Anh chị có tưởng tượng được cái cảnh mà cổ phiếu này nó tăng giá điên như DGC như này không? Làm gì mà tưởng tượng được, đúng không ạ? Trong khi đó này, anh chị nhìn nha. À, anh chị nhìn này, DGC nó còn có giá 8 giá 10. Nhưng mà khi mà nhìn về cái giá hiện tại đi, nó tăng được bao nhiêu lần rồi anh chị? Đúng không ạ? Những cái cổ phiếu á, mà anh chị thấy giá hiện tại nó quá cao đi anh chị. Giá hiện tại nó quá cao thì tức là anh chị vẫn chưa thấy được cái tương lai của nó còn cao hơn được nữa. Đó chính là đặc tính của thị trường chứng khoán Việt Nam anh chị. Đặc tính đầu cơ trên thị trường. Những cái cổ phiếu mà anh chị cứ nghĩ nó là giá cao, nhưng mà chưa chắc gì nó giá cao hơn gì. Bởi vì giá cao thì sẽ còn có giá cao hơn. Nó là đặc tính đầu cơ trên thị trường. Vậy nên là nếu mà anh chị đánh được những cái cổ phiếu mà nó vượt ra khỏi vùng đỉnh 52 tuần rồi, thì anh chị cố gắng nắm giữ giúp em. Năn nỉ thiệt luôn anh chị. Chứ mà chưa em chưa bao giờ thấy một cái người tư vấn nào mà khuyến nghị cho anh chị nắm giữ cái cổ phiếu tới chết tới vậy. Đúng không ạ? Nắm giữ cho tới khi nào nó phân phối nó xả hàng vô đầu thôi. Đúng không ạ? Nhưng mà tới khi đó thì anh chị đã lãi được một khúc rồi. Lãi rất nhiều rồi, em khẳng định luôn. Bởi vì mình đi theo dấu chân của tổ chức, những cái phiên mà nó xác nhận như này là những cái phiên mà nó rác đỉnh này, rất là thành công. Và cái việc mà anh chị cần làm, mình có hàng rồi, mình cố gắng nắm giữ. Còn nếu anh chị nào chưa có hàng á, thì nếu như sắp tới nó canh nó test lại đi, lên quanh tầm khoảng dưới giá 70 này, anh chị có thể mua rướn. Mua gọi là mua sâu anh chị, mua sâu một nhịp, nhưng mà cái tỷ lệ gọi là cái xác suất phần trăm á, trên lệnh nó sẽ không có nhiều. Đó, anh chị hình dung không ạ? Canh dưới 70 thì anh chị mua được. Thì một cái cổ phiếu nó vào sóng rồi, cái việc nó cần làm là cái việc nó tăng thôi. Bởi vậy em mới chia sẻ với anh chị đầu video á, thị trường này á, nếu như mà nó vượt đỉnh luôn á thì nó dở. Nó dở, đúng không ạ? Nó mà test lại một tí nữa thì anh chị nhà đầu tư của mình sẽ có cơ hội tham gia được những cái mã cổ phiếu nó mạnh. Đó, nên là anh chị đừng có mong là thị trường nó vượt đỉnh, anh chị hãy mong là cho nó test lại đi. Đấy, nó test lại thì mình mới có cái cơ hội để mình lên tàu, đúng không ạ? Chứ những cái cổ phiếu này thật sự thì em chia sẻ anh chị nhiều lắm rồi anh. Không biết là anh chị nào tham gia không? Quanh cái vùng giá 64 65 này, em có tư vấn với anh chị rất rõ về cái cổ phiếu này nó đang xây xung lực, nó đang đi lên rất mạnh. Nó rất có khả năng sẽ có một cái phiên bùng nổ. Và em có chia sẻ với anh chị cái điểm mua quanh 64, 65 này đó. Và bây giờ nó tăng rồi đấy. Thì nhiều anh chị hỏi em về cái điểm mua thì em cũng trả lời thật lòng luôn đấy. Bây giờ thì anh chị mua rướng thì nó sẽ rủi ro. Canh test lại thì mua được.
Nhưng mà nếu test lại á, thì thị trường nó có test á, những cái cổ phiếu này nó mới có cơ để mà nó test lại ha. Đấy, chứ mà thị trường nó rét đỉnh luôn thì những cổ phiếu này nó phi luôn anh chị, thật sự đó. Nên là anh chị lưu ý ha, những cái cổ phiếu mà em chia sẻ với anh chị là những cái cổ phiếu như là PGY nè, FRT, rồi CSV. Anh chị nói lại ba mã cổ phiếu này chưa? Sẽ còn nhiều cái mã cổ phiếu hơn nữa và em sẽ cập nhật với anh chị trong trong nhóm cộng đồng. Đó, anh chị nào mà mình chưa tham gia, tranh thủ vào nhóm nha. Em sẽ hỗ trợ anh chị sớm nhất để mà mình kịp vào cái phiên giao dịch ngày mai. Được không anh chị? Đồng ý không ạ? À? Đồng ý thì cho em một nút like đi. Đấy, chia sẻ như vậy rồi thì anh chị còn tiếc với em cái nút like làm gì? Đúng không ạ? À? Đó, xem video mà thấy anh chị like nhiều nè, thấy anh chị tương tác nhiều là em vui lắm. Vui á, bởi vì em giúp được rất nhiều anh chị nhà đầu tư đầu tư được tốt hơn trên thị trường nè. Đấy, giúp được nhiều anh chị có thêm cái kiến thức thực chiến hơn. Nhiều anh chị tâm sự với em là lần đầu biết tới em, thấy em dễ gần, nhiệt tình và không ngờ là em có những cái tư vấn nó chính xác như vậy. Hôm nay nè, anh chị thấy không? Thị trường hưng phấn là cơ hội để chúng ta cơ cấu những cái mã cổ phiếu yếu đi. Những cái cổ phiếu như là CTG nè anh chị, bây giờ mà vẫn còn nhà đầu tư cầm CTG thì sao mà kiếm được tiền anh chị? Đúng không ạ? Thị trường nó tăng nhưng mà CTG chưa chắc nó tăng. Đấy, nhưng khi thị trường giảm thì CTG nó lại giảm. Đó, nên là những cổ phiếu nào mà nó đang tích lũy á, thì anh chị né nó ra ha. CTG nhịp trước á, là em rất là thích bởi vì cái cách nó đi lên xây xung lực rất là mạnh. Nhưng mà bây giờ thì nó vẫn chưa mạnh. Thì mình cứ cơ cấu nó ra mà mình đánh những cổ phiếu khác. Mình không phải là mình cứ gọi là mình cứ ăn nằm rồi. Nói chung là mình cứ chai lì với nó. Không đúng anh gì. Một cái cổ phiếu á, một cái nhà đầu tư gọi là đầu tư lão luyện đi, như là ông Mark Minervini anh chị. Đấy, thì ông đó là một cái nhà đầu tư đánh theo chu kỳ, đánh theo cái xu hướng. Ông thấy được cái cổ phiếu này nó mà bị bẻ gãy cái xu hướng rồi thì ông sẽ bắt đầu ông cơ cấu cổ phiếu ra. Ông sẽ đánh vào những cái cổ phiếu tăng trưởng và nó tiềm năng hơn. Đấy, nên là anh chị nào mà mình muốn đánh được những cái cổ phiếu mạnh nhất á, thì anh chị nên đầu tư theo cái sóng tăng trưởng ha. Nó sẽ giúp cho anh chị có được một cái mức sinh lời nó tốt nhất. Đấy, thì đó là một vài chia sẻ của em trong video ngày hôm nay. Anh chị nào mà mình chưa vào nhóm á, tranh thủ vào nha. Vì ngày mai á, nếu mà có những cái rủi ro đi, hoặc là những cái mà nó gọi là mình không lường trước được, thì vẫn còn em ở đây để mà em định hướng cho anh chị ngay trong phiên giao dịch. Chứ mà thường á, là sau khi mà anh chị xem được cái video này á, là tức là phiên giao dịch nó đã kết thúc rồi anh chị, thì em mới cập nhật cho anh chị cái video đó. Nên là mình tận dụng cái thời gian trước khi mà thị trường nó bắt đầu thì chúng ta tranh thủ mình vào nhóm để mà mình ngồi yên, gọi là mình kiếm chỗ ngồi trước. Đấy, nếu như mà thị trường nó rung lắc đi thì có Hằng Kiệt nè, nó ngồi nó tư vấn cho mình. Đấy, mình cũng sẽ an tâm, bớt lo lắng hơn phần nào ha. Rồi, cảm ơn anh chị đã theo dõi video ngày hôm nay và xin chúc anh chị có một buổi tối bên gia đình và người thân vui vẻ và hạnh phúc nha. Hẹn gặp anh chị trong video ngày mai, ngày mốt, ngày tới. Đó. Nên là anh chị nào mình xem video thấy hay, nhấn giúp em một cái lượt like và cũng đừng quên là cho em một cái lượt đăng ký kênh nếu như lần đầu tiên anh chị xem video của em ha. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người. Rồi, nếu mà anh chị còn cái câu hỏi nào đi, anh chị có thể để lại phía bên dưới phần bình luận để em hỗ trợ anh chị sớm nhất nha.